Dạ vâng, shop phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy gym đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn để các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Đặc biệt là các bác đam mê săn bẫy chim đêm các bác nhá. Thì không biết khu vực các bác như thế nào rồi. Còn khu vực Bắc Giang em thì hiện tại chuẩn bị là có vạc đi rồi các bác nhá. Thì trong cái ngày hôm qua thì shop bên em đã căng lưới để đánh vạc. Thì hôm nay thì cũng hoàn thành xong hơn 60 tay lưới. Chủ yếu là lưới vạc các bác nhá. Chủ yếu là lưới vạc. Thì do cái điều kiện thời tiết ở khu vực Bắc Giang ấy, nó mưa nhiều và nhiệt độ không khí ngoài trời thì nó rất là thấp và ẩm. Nên là khi mà phơi lưới thì rất là lâu khô. Thì cái mẻ lưới này thì hơn 60 tay nhưng mà em làm trong vòng một tuần mới xong các bác nhá. Một tuần mới xong. Thì chủ yếu là lưới vạc. Bác nào mà ở khu vực các bác mà có vạc đi rồi mà cần sắm đồ ấy, thì hãy liên hệ với shop theo số điện thoại em để dưới góc màn hình để được tư vấn và được chọn lưới các bác nhé. Thì ở cái video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, bác nào mà xem được video em giới thiệu những cái tay lưới vạc này mà cần cho mình cái sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để shop được phục vụ các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái những cái tay lưới này các bác nhé. Thì trên màn hình đây ạ, đây là hơn 60 tay lưới em mới làm xong để phục vụ các bác. Thì chủ yếu là lưới vạc các bác nhé. Rất là nhiều đấy ạ. Rất là nhiều. Đây, quay hết cho các bác xem. Rất là nhiều lưới các bác nhé. Hơn 60 tay. Chủ yếu là lưới vạc. Thì toàn bộ những cái tay lưới vạc này thì là lưới hải lợi chân xanh. Và bên nhà em đã làm nhuộm màu sẵn. Màu là màu đen tàng hình như thế này rồi các bác nhé. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là toàn bộ những cái lưới này thì đã làm sẵn rồi. Khi mà các bác nhận về là các bác chỉ việc mang ra đồng. Thêm xảo nữa và trăng để đánh chim cho các bác nhé. Thì toàn bộ những cái lưới này đã làm sẵn rồi, đã nhuộm sẵn. Và những cái lưới này là lưới hải lợi, có nguồn gốc từ Việt Nam các bác nhé. Không bao, không chạy mắt, không chạy mắt và siêu dai, siêu bền các bác nhé. Lưới đây ạ. Lưới rất là tàng hình, rất là ống các bác nhé. Rất là ống. Với đối với những cái con vạc ấy, khi mà lưới nó ống, nó mềm như thế này thì khi nó vào lưới thì nó mới bị bó và nó không được trèo được ra các bác nhé. Thì các bác mua những cái số khác ấy, thì có thể là giá lưới nó sẽ rẻ hơn nhưng mà sợi lưới nó thô. Khi mà sợi lưới thô thì khi mà những con chim nó vào ấy, thì nó có khả năng trèo ra rất là cao các bác nhé. Khả năng trèo ra rất là cao. Đối với những bác thợ thì các bác đánh thì các bác biết rồi. Các bác sử dụng nhiều lưới thì các bác biết rồi các bác nhé. Đây là một cái tay lưới trong cái mẻ lưới mà hôm nay em hoàn thiện các bác nhé. Lưới thì là lưới 12 phân 70 mắt, nó là sợi 20 các bác nhá. Đối với đánh vạc này thì các bác cần những cái sợi vừa to vừa mảnh. Sợi to nhưng mà nó phải ống, nó phải mảnh thì nó mới tăng hình và nó mới dai các bác nhá. Thì ở trong cái đống lưới này nó có hai loại, một loại là 50 cm và một loại là 100 cm. Một loại là 100 m các bác nhá, một loại là 50 m và một loại là 100 m. Giá thành của nó thì cũng rất là ổn định. Thì để chuẩn bị cho cái vụ tháng 3 năm nay ấy, thì bên nhà em làm rất là nhiều lưới. Thì bên cạnh đó thì bên shop còn bán đầy đủ các loại phụ kiện, ví dụ như là loa đài âm ly, và ngoài ra còn hỗ trợ các bác những cái thẻ tiếng, hỗ trợ các bác những cái thẻ tiếng để các bác đánh được hiệu quả hơn các bác nhé. Thì bác nào mà xem được cái video em giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay mà cần cho mình những cái tay lưới này thì để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên shop sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng thì vẫn là ship hàng CD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng ok, phải thanh toán các bác nhé. Thì một cái video ngắn em giới thiệu sản phẩm lưới đánh vạc mắt 12 phân đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.